Kính thưa thầy Mỹ Vy và chương trình thì thầy Mỹ Vy cùng đến một sự khác của soạn nhạc Yên Lan. Đất chương trình thầy Mỹ cùng đã luôn được mang tên Đêm Lạc Chùa Văn. Và đất chương trình này chúng tôi thật thưởng thức vào tiếng hát của Đình Chi và xin mời chị Ngọc Lan lên hỗ trợ cùng với Đình Chi. Yeah.
mây sầu đầy bóng lòng lối núi sông đầy bóng nghe đôi em bầu
nhưng thôi em hạ diện sầu mà trôn lấp niềm đau. Phải cúi đầu tin theo mộng xuống cùng đua chúng như mình còn sót lại trời.